Hay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì lương cơ sở ngồi dùng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội còn được dùng để tính nhiều chế độ khác như tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Lương cơ sở tăng 30% từ mức 1 triệu 800 ngàn đồng một tháng lên mức 2 triệu 340 ngàn đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì nhiều khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như một số chế độ quyền lợi được hưởng cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo. Cụ thể, lương hưu thấp nhất với người đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội sẽ bằng lương cơ sở sắp tới sẽ tăng lên 2 triệu 340.000 đồng một tháng thay vì mức 1 triệu 800.000 đồng như hiện hành. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng đang đề xuất chỉ áp dụng chính sách này đối với người tham gia trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Tiếp theo đó là trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng lên 11,7 triệu đồng bởi luật hiện hành quy định trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng bằng 60% Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lao động khu vực nhà nước. Bên cạnh đó, một số quyền lợi gắn liền với bảo hiểm xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng khi nâng lương cơ sở. Theo đó, trợ cấp thai sản một lần sẽ tăng từ mức 3 triệu 600 ngàn đồng lên mức 4 triệu 680 ngàn đồng cho mỗi con. Luật hiện hành quy định lao động nữ sinh con lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi sẽ được nhận trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng người lao động sinh con hoặc nhận con nuôi. Nếu người mẹ sinh con nhưng không đóng bảo hiểm xã hội hay không đủ điều kiện hưởng mà người cha đủ điều kiện thì cha được nhận trợ cấp một lần. Tiếp theo đó là về khoản trợ cấp mai táng. Cụ thể, trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng tương ứng từ 18 triệu đồng lên mức 23,4 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ngoài ra, khoản trợ cấp tốt hàng tháng với thân nhân của mỗi lao động qua đời bằng 50% mức lương cơ sở, tức nâng lên từ mức 1 triệu 170 000 đồng một tháng, thay vì 900 000 đồng một tháng như hiện tại. Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, hưởng mức trợ cấp bằng 70% mức lương cơ sở, tức là 1 triệu 638 000 đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng 10,5% tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, cho nền lương cơ sở là 2.340.000 đồng một tháng, 8% vào vị hưu trí tự tốt, 1,5% vào vị bảo hiểm y tế, 1% vào vị bảo hiểm thất nghiệp. Luật hiện hành quy định mức đóng cao nhất bằng 20 lần tháng lương cơ sở. Như vậy, tiền làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tối đa từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, là 46,8 triệu đồng. Tiếp theo đó là đòn phí công đoàn hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Đồng phí tối đa bằng 10% mức lương cơ sở, tức tăng lên 234.000 đồng thay vì 180.000 đồng như hiện hành. Tiếp đó là tiền đóng bảo hiểm y tế cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Theo đó tiền đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở, lương hưu hoặc trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành. Với mức lương cơ sở 2.340.000 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tiền đóng của người lao động và người thứ nhất trong hộ gia đình là 105.300 đồng mỗi tháng thay vì 81.000 đồng như hiện tại. Trong hộ gia đình, từ người thứ 2 đến người thứ 5 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức phí của người thứ nhất, tương ứng 73.710 đồng. 63.180 đồng, 52.650 đồng và 42.120 đồng mỗi tháng. Tiền đóng bảo hiểm xã hội theo năm với các thành viên của hội gia đình từ người thứ nhất trở đi lần lượt là 1.263.600 đồng, 884.520 đồng, 758.160 đồng và 631.800 đồng và 505.440 đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 15% trong mức hiện hưởng. Trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng thêm 35,7% từ mức 2.055.000 đồng lên mức 2.789.000 đồng mỗi tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ mức 360.000 đồng một tháng lên mức 500.000 đồng một tháng, tương ứng tăng 38,9%. Theo thống kê thì cả nước hiện có 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ bao phủ 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Hết năm 2023, có gần 93,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ trên 93% dân số. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số cả nước. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.